Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tại màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Đức Phúc chính thức lên tiếng chuẩn bị Trấn Thành mai mối Minh Béo. Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình Gương mặt Showbiz, ca sĩ Đức Phúc lên tiếng về chuyện bị Trấn Thành mai mối với Minh Béo trong một clip hậu trường, hiện gây xôn xao dư luận. Tôi và Hòa Minzy ngủ chung một phòng, đóng chặt cửa, chặn hết vali lại. Tôi không lý giải được vì sao chuyện tình trường của mình không có mà lại hát tình ca ngọt ngào như vậy. Có thể đây là một phần may mắn, tôi được trời phú cho chất giọng quá nhiều cảm xúc. Hoặc không thì tôi sẽ lấy trải nghiệm trong cuộc sống của mình để thể hiện những cảm xúc từ bài hát. Tôi từng crush nhiều người rồi, nhưng chưa từng yêu ai bao giờ. Tôi thích nhiều người lắm, nên không nhớ lần gần đây nhất là bao giờ. Gu của tôi hiền lành, trắng trẻo, thông minh và cao. Tôi thích những người cao hơn tôi, bằng tôi hoặc thấp hơn tôi một chút. Tôi thích kiểu người nhỏ xinh như chị Hòa Minzy, chứ không thích kiểu nửa vời. Có thể do tôi chưa trải nghiệm qua tình yêu nên chưa biết được. Nhưng với tôi, một khi đã thích rồi, cao hay thấp tôi cũng chơi. Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi muốn hoạt động nghệ thuật lâu dài, không phải có quá nhiều điều vướng bận, nên phải 40 tuổi tôi mới lập gia đình. Tôi đã từng qua đêm với một người bạn khác giới, đó là chị Hòa Minzy. Tôi nhớ có lần đi diễn chung với chị Hòa Minzy bên Úc, và chị ấy nằm cạnh tôi. Vì căn phòng quá lớn, hai chị em tôi sợ có người nhảy vào hại, nên tôi và chị Hòa Minzy ngủ chung một phòng, đóng chặt cửa, chặn hết vali lại. Thi thoảng có bạn bè vào Sài Gòn chơi, tôi vẫn cho ngủ trên giường với mình vì căn hộ của tôi chỉ có một phòng ngủ. Nếu không nằm phòng tôi thì phải ra sofa ngủ. Tôi có một tính là dù ngủ chung với người khác giới hay cùng giới đều đặt một cái gối ở giữa. Nhiều khi đi diễn chung với Eric mà ngủ chung giường, tôi hay đặt gối vào giữa. Còn nó lật ra rồi nói, anh bị điên à? Tự nhiên đặt cái gối vào chiếm hết cả chỗ. Nhưng nguyên tắc của tôi là thế nên phải để vào. Đó chỉ là câu bông đùa thôi, tôi không đặt nặng vấn đề đó. Về chuyện Trấn Thành bị mọi người chỉ trích vì mai mối tôi với Minh Béo trong clip hậu trường, tôi cũng vừa mới biết xong và rất bất ngờ. Tôi nhớ ngay rằng lúc đó ở hậu trường tôi không nghe rõ anh Trấn Thành nói gì, đến hôm nay mới nghe lại. Tôi muốn nói rằng tôi và anh Trấn Thành rất thân với nhau. Anh ấy lúc nào gặp cũng trêu, sao chưa có người yêu, lúc nào cũng như thế này, làm sao hát tình ca được. Phải có người yêu, được chăm sóc này nọ mới có thể trải nghiệm yêu đương chứ. Thật tâm anh Thành mong muốn tôi có một người bạn bên cạnh để quan tâm, chăm sóc. Tôi biết tính anh Thành như thế nên quen rồi. Với lại trong buổi hậu trường hôm đó, đang là lúc giải lao, không khí ổn, tôi không nghe thấy anh Thành nói gì. Nhưng tôi nhìn là biết anh Thành đang mai mối cho tôi, nên tôi xin, thôi anh ơi. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện này, anh Trấn Thành là người quá thân với tôi, nên đó chỉ là câu bông đùa. Tôi không đặt nặng vấn đề, tôi quen vì điều đó. Tôi hiểu được anh ấy, và điều trong tâm anh ấy mới là quan trọng. Dịch corona thời gian này khiến tôi hủy mọi lịch diễn, đây thực sự là điều hẩm hiu, không ai thấu được nỗi đau này. Trong thời điểm hiện tại, không riêng gì nghệ sĩ, mà công việc khác cũng bị trì trệ, đó là cái chung rồi, tôi có than vãn cũng không được gì cả. Nhưng đúng là tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong lịch sử đi hát của mình, thi thoảng tôi cũng bị rời lịch, hủy show, nhưng chưa bao giờ kéo dài cả mùa thế này. Phản ứng bất ngờ của Đức Phúc khi bị Trấn Thành mai mối với anh Đức. Quý vị thính giả thân mến, Đức Phúc liên tục nhấn mạnh sẵn sàng yêu diễn viên anh Đức khiến cho Trấn Thành và Eric không thể nhìn cười. Mới đây, Trấn Thành tung một đoạn clip trong hậu trường, một buổi ghi hình lên kênh YouTube cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong clip thì Trấn Thành ngồi giữa hai ca sĩ trẻ Đức Phúc và Eric. Nam danh hài cho biết nhân dịp bắt được Đức Phúc và Eric, anh sẽ giúp mọi người giải đáp thắc mắc xoay quanh cuộc sống của họ. Mở đầu cuộc trò chuyện, Trấn Thành hỏi Đức Phúc lý do đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có người yêu. Nam ca sĩ mượn lời ca khúc Hát với dòng sông của Mỹ Tâm để trả lời. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Đức Phúc cho biết anh độc thân hơn 22 năm và đang đợi tình yêu đến với mình. Nhận được câu hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, Đức Phúc thành thật đáp, em nghĩ có thể là một người nhẹ nhàng, thông minh, nói ít hơn em. Tại vì em là một người nói khá là ít. Thế vậy Trấn Thành tranh thủ rồi bắn anh Đức. Nam danh hài cho rằng người bạn thân này đáp ứng đầy đủ cả yếu tố mà Đức Phúc đưa ra. Thay vì có thái độ giật mình hoang mang như nhiều nghệ sĩ khi bị Trấn Thành mai mối với anh Đức, Đức Phúc hào hứng, nếu vậy thì em cũng sẵn lòng. Câu nói này của quán quân giọng hát Việt 2015 khiến cho mọi người bật cười thành tiếng.
Sau đó, Trấn Thành quay sang hỏi về tình trạng hôn nhân và mẫu người yêu lý tưởng của Eric. Nam ca sĩ từ tốn trả lời, em vẫn đang độc thân, em thì ngược lại với Phúc, vốn dĩ tính tình trẻ con nên em thích người chín chắn hơn. Thích yêu người hơn tuổi và hoạt ngôn, bản lĩnh. Trấn Thành nghe xong liền tự nhận người mà Eric đang nói đến chính là mình. Em đang nói về anh đó. Anh Đức là của Đức Phúc, anh là của Eric. Mỗi người một đứa, thật sự mà nói anh Đức cũng đầy đủ yếu tố trong yêu cầu của Eric. Đoạn clip của Trấn Thành được dân mạng hào hứng truyền tay nhau. Bên cạnh những người khen ngợi cả ba nhân vật trong clip đều duyên dáng hài hước, xứng đáng với danh hiệu vừa muối của showbiz, thì một bộ phận khán giả lại tỏ ra xót xa cho anh Đức khi luôn bị bạn thân gạ bán khắp làng giải trí. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.